Đỗ Anh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng hôm nay mùng mấy nhỉ? Ông này mùng 7 Hôm tháng nay 10 ngày tháng 1 mùng năm 2017. 10 Ông chính là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2016 âm lịch. Chúng tôi Đỗ Anh Luân đã bàn giao và lắp đặt bộ cuốn tư câu đối Mai Điểu Hóa Rồng cho gia đình nhà bác The. Ở đây là đường Chu Lực ấy nhỉ? Đường Trung Lực, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Và chúng tôi đã bàn giao lắp đặt xong. Nhìn lên trông rất là hoành tráng. Đây là bộ cuốn thư Mai Điểu Hóa Rồng, có kích thước là 1m97, rộng 90, câu đối là 1m97. Ba chữ ở giữa là Đức Lưu Quang, và bên tay phải quý vị xem là Tổ Công Tông Đức Thiên Thịnh, ở bên tay trái là Tử Hiếu Tô Điền Vạn Đại Vinh. Đấy, như video clip trước, đối tuần chúng tôi đã giới thiệu phần mộc và cũng như phần để cửa hàng trưng bày, và bây giờ đã lắp đặt xong phần cuốn thư câu đối cho gia đình nhà bác The. Bác thắp nén nhang các cụ chưa? Báo cáo cụ đã hoàn thành xong phần cuốn thư đối hộ cho đẹp Mai Điểu Hóa Rồng, tượng trưng cho trường tồn mãi mãi theo thời gian, tức là cây mai trường tồn sống hàng nghìn năm là hóa rồng. Chất liệu cái bộ cuốn thư đối này được cơ sở Đỗ Nguyên sản xuất là làm bằng chất liệu gỗ vụ 100%, toàn bộ gỗ vụ và được quánh với ly trần sơn nhũ giả vàng. Hai cái bình hoa đấy ạ. À vâng. À, đi. Không như lắp thì vẫn đẹp. Ngay thấp xuống tí thì hơn, nhưng mà cũng vẫn đẹp. Không không bị che mất chữ. Vâng. Phòng thờ lắp bộ vào trông trang nghiêm. Vâng. Hôm nào bác sắm một đôi lục bình bằng bằng sứ đó, cũng đẹp. To đấy. Sứ Bát Tràng cũng đẹp, nó lặng được cái nậm mà có cái ấy đấy. Vâng, đấy rồi cái anh kia anh mới tuyệt vời luôn. Chứ còn anh này ở nhà thì nghèo. Vâng. Anh này bộ đội ở nhà thì nghèo. Anh cứ bộ đội à? Ở nhà bộ đội. Ở vâng. Nhà bộ đội luôn đó. Đấy, nào mà bác có tiền bác đổi cái ban thì đổi cái ban. Vâng, ban cũng đẹp, cái ban như qua đấy. Vâng. Thì đấy, anh đi điện anh bỏ vâng. Còn trừ dâng hứa trước với các cụ, nhưng mà vâng. Con cũng sẽ sắm để cái này nó cao, đúng là cái ngai thì để đổi cái bàn như của cháu vâng. Thì cái ngai vừa không cho ngai lên thì bàn thờ nó rất là trang nghiêm, có ngai và đúng rồi, thì đương trông nhiên nó trang nghiêm hoành tráng. Vâng, video clip quý vị đang xem nơi chúng tôi quay trực tiếp tại nhà khách hàng gia đình bác The ở tại đường Trung Lực, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, và quý khách có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với Đỗ Thành Luân tại hai cơ sở tại Hà Nội hoặc là tại Hải Phòng. Và liên hệ chúng tôi qua hai số điện thoại 0972 770 888 và 0967 10 389. Và Đỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Như này cần